kiểm định lại quán thịt nướng đã từng review một lần, xem chất lượng có còn ổn định không. Ồ, lần này cái pan chan họ xếp theo hình tròn mọi người ạ. Lần khởi động bằng một miếng tteokbokki, bị nguội quá. Thịt thì Trâm có vẻ là vẫn chất lượng như lần đầu tiên mọi người ạ. Thịt đỏ au luôn, không bị răm đá nha. Đó, trời ơi, hấp dẫn chưa. Sau này mà thất nghiệp mình sẽ đầu cơ làm nhân viên quán thịt nướng mọi người ạ. Mình cắt đẹp quá. Thử ăn miếng thịt nghe. Chấm ít vào sốt này. Lần trước mình đến đây ấy, thì mình cũng ấn tượng với cái loại thịt là cái thịt nó kiểu siêu chất lượng. Còn lần này mình đến nó vẫn chất lượng như thế. Ăn cái miếng thịt nó cảm giác rất là thơm. Nó không kiểu bị hôi cái mùi đông lạnh đâu. Các bạn dạy mình là khi mà nướng thịt ấy, sẽ đặt thịt dọc với cái thớ này để cho nó đỡ bị dính. Đợi mấy con hải sản nó chín mọi người ạ. Hơi mất kiên nhẫn rồi đấy. Hải sản thì không to lắm mọi người ạ, nhưng mà được cái là thơm, không bị hôi. Trông màu hơi thơm đúng không mọi người? Nhưng mà thực ra cái này được tẩm ướp rồi. Cái nước sốt nó ngấm mất thịt đấy. Sẽ ăn thử mình không chấm gì nhá. Lạc vai mà rất là mềm mọng ấy, không được bị khô. Hôm nọ mình có gọi lẩu kim chi rồi nhưng mà nó hơi bị cay một xíu, nên mình chuyển sang lẩu Thái ăn. Mình nghĩ là cái nước lẩu nó phải chua cay mặn ngọt rõ ràng hơn thì mới được. Cái nước lẩu này đang bị hơi nhạt đấy. Cũng có rau này, nấm này, rồi thịt bò cuốn nấm các kiểu này. Bạn nào mà chưa nói có thể ăn thêm mì nhá. Tổng kết lại là các ông mới lên ăn ấy, cứ tập trung vào thịt nướng thôi. Ăn nhiệt tình, ăn hết mình, là đặc biệt là cái phần nạc vai ướp ấy, trời ơi siêu ngon luôn. Không ngon á, mắt đền quá, điều này ăn ngon lắm.